Chào các bạn, hôm nay đồng hồ TV sẽ cùng các bạn tìm hiểu một chiếc đồng hồ khá đặc biệt của hãng RIM RIM thì là một thương hiệu đồng hồ lâu đời và rất nổi tiếng tại Nhật Bản rồi Thế còn đồng hồ này có đặc điểm gì đặc biệt? Thứ nhất là các bạn thấy đường kính của đồng hồ này khá là lớn Nó là đồng hồ hình tròn, có đường kính lên tới là khoảng 43cm Và thường được treo ở các nơi công cộng như là trường học hoặc là hội trường Với tính chất như vậy, các bạn thấy chiếc đồng hồ này thiết kế các cái cọc số rất là rõ ràng Phần kim cũng dễ nhìn để chúng ta xem giờ một cách hiệu quả Điểm đặc biệt thứ hai của đồng hồ này là gì ạ? Đó là nó tích hợp cái màn hình hiển thị nhiệt độ và độ ẩm. Màn hình bên dưới thì hiển thị lịch vạn niên, tháng, ngày và thứ. Ngoài ra thì cái này có cả cảm biến ánh sáng này để tự động tắt kim dây vào buổi tối để tránh gây tiếng ồn. Điểm đặc biệt nhất của đồng hồ này đó là gì ạ? Nó có khả năng lập trình đánh chuông. Đồng hồ này cho phép các bạn lập trình đánh chuông 36 khung giờ. Chức năng này rất là hữu ích nếu chúng ta muốn đánh chuông vào những khung giờ chúng hẹn trước. Ví dụ giờ tan ca, giờ vào ca, hay là giờ ra chơi có thể hẹn được 36 khung giờ và mã của đồng hồ này là 4SN 404SR nặng khoảng 2,1 cân ở đây có hai cái ô để lắp pin này và mỗi bên là hai viên pin chung tổng cộng là 4 pin thế còn ở phần dưới cùng thì là loa để nó đánh chuông nút này để các bạn test chuông này thì có hai loại chuông đây là chuông đánh theo từng giờ còn trên này là chuông hẹn giờ Chuông hẹn giờ sẽ kêu khác chuông đánh theo giờ nhé Chuông hẹn giờ là đánh theo 36 cái khung giờ này Với mỗi một khung giờ hẹn ấy, nó sẽ kêu chuông như này Còn đây là nút volume tăng giảm âm lượng Còn nếu bạn muốn tắt chuông thì gạt xuống phần off là tắt Gạt nước giữa là chuông theo giờ Mỗi một tiếng nó sẽ đánh một tiếng chuông Tất nhiên thì khi mà trời tối nó sẽ không đánh đâu. Tức là ví dụ như 2 giờ sẽ đánh là kêu hai tiếng chuông, 3 giờ kêu ba tiếng chuông. Còn cái chuông hẹn giờ thì nó chỉ kêu một cái bản như thế này thôi. Còn cái nút này để chúng ta chỉnh giờ. Thì bình thường cái đồng hồ này có chức năng radio control, tự động thu sóng radio để chỉnh giờ. Tuy nhiên tại Việt Nam ấy thì chúng ta sẽ cần chỉnh bằng tay. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách chỉnh cái đồng hồ này bằng tay. Ở đây có bốn cái nút nhé. Nút này để thu sóng radio, chúng ta sẽ không dùng này. Nút này để chọn và chỉnh Nút này nút lên xuống Để chỉnh giờ các bạn sẽ bấm vào cái nút giữa này Bấm vào giữ nhé Thì lập tức nó sẽ nhấp nháy cái phần Màn hình để chỉnh giờ Chúng ta sẽ chỉnh năm trước Các bạn sẽ tăng hoặc giảm Để điều chỉnh năm Bây giờ là năm 2023 Tiếp theo bấm cái nút ngoài cùng này Để chuyển Nó sẽ chỉnh tháng và ngày Bây giờ là 29 tháng 11 Rồi ấn chuyển tiếp chúng ta sẽ chỉnh gì ạ? Chỉnh giờ. Thì cái giờ này các bạn sẽ chỉnh giờ điện tử nhé Còn cái giờ kim ấy nó sẽ tự động nhảy theo cái giờ điện tử đây, ví dụ 4 giờ 25 này. Còn sóng radio tắt hay mở? Ở đây chúng ta sẽ để tắt. Vì không dùng. Thì các bạn xem ạ. Nó sẽ tự động quay kim tới cái vị trí mà giờ điện tử chúng ta vừa chỉnh. Và cái thứ thì ta không chỉnh nhé vì nó sẽ chạy theo tháng và ngày. Đây là 4 giờ 25 phút sẽ dừng lại này. Đây, đây là đã chỉnh xong giờ. Thế còn chỉnh hẹn giờ theo các khung giờ này thì như thế nào? Các bạn sẽ bấm vào cái nút ngoài cùng bên phải này. Các bạn bấm vào giữ thì nó sẽ nhấp nháy này. Ở đây nó sẽ hiển thị ba giá trị. Thứ nhất là giờ. Thứ hai là phút. Và thứ ba là cái số thứ tự của khung hẹn giờ. Ví dụ đây là khung số 1 này. Các bạn bấm cái nút ngoài cùng này này. Để các bạn uh, chuyển sang khung khác. Chúng ta sẽ có 36 khung. Đây là khung 2, khung 3, khung 4 này. Uh, chúng ta sẽ có 36 khung. Thì muốn chỉnh cái khung nào thì các bạn sẽ gì ạ? để nhấp nháy cái khung đó để chỉnh. Ví dụ các bạn muốn 6 giờ 30 nó kêu hạn. 6 giờ 30. Tiếp tục khung 2, ví dụ khung 2 các bạn muốn là 5 giờ chiều nó kêu hạn thì bạn sẽ chỉnh là 5 giờ chiều. Ok, vậy chỉnh xong khung 2. Vậy là xong. Tương tự vậy các bạn có thể chỉnh các khung khác. Bấm vào giữ để hoàn thành. Như vậy là chúng ta đã hẹn hai khung Nó sẽ kêu lúc 6 giờ 30 và 5 giờ chiều Nếu mà các bạn để chế độ là kêu theo cái khung giờ thiết lập ở trên đây Còn nếu mà không thì các bạn sẽ để chế độ giữa để kêu theo từng giờ Thì cách sử dụng cũng khá đơn giản Thì trên đây là chiếc đồng hồ của hãng RIM Với điểm đặc biệt là kích cỡ lớn Có hiển thị nhiệt độ và độ ẩm Và đặc biệt là hẹn giờ rất nhiều khung giờ thì nếu mà các bạn quan tâm đến chiếc đồng hồ này, các bạn có thể liên hệ đồng hồ TV theo số điện thoại bên dưới. Và đừng quên đăng ký kênh hồ TV để có thêm nhiều thông tin về các loại đồng hồ cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại